Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lai tạo chú rồng Armadillo trong Dragon City. Và đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đăng nhập vào Dragon City với hệ điều hành Android trên iPad 100%. Chúng ta có thể thấy ở đây, đây chúng ta đã được chú rồng Armadillo. Đây là Armadillo Dragon. Chúng ta chưa hiện ra hình, chúng ta bắt đầu X. Ta sẽ để ở đây. Chúng ta sẽ xem về Facebook. Ở đây chúng ta có thể thấy nó có vẻ như chúng ta mới vào nên là chưa hiện ra hình của chú rồng. Chúng ta phải lên là Enter. Đây, đây chúng ta có thể thấy hình ảnh đầu tiên của Armadillo Dragon. Đấy. Chúng ta cho nó ăn đến level 4. Armadillo Dragon đã phát triển lên level 4. Trông có vẻ rất lực lưỡng và khỏe mạnh hơn. Tôi sẽ cho chúng ăn tiếp. Armadillo Dragon sẽ được lên level 7. Vậy tôi đã mở được cuốn sách tiếp theo. Vâng, đây là hình ảnh Armadillo Dragon khi đã trưởng thành từ level 7 đến level 40. Tôi hướng dẫn cho các bạn cách để lấy dòng Armadillo Dragon và công thức lấy Armadillo Dragon và quyển sổ của Armadillo Dragon. Rồi chúng ta vào book trước. Đây chúng ta sẽ vào The Heavy Metal Dragon Collection. Đây chúng ta có Armadillo Dragon và đặc điểm tấn công là Stunning Hit, Meteor Shower, Tumbleweed, Rush, Chainable là Zero Kick, Asteroid, Ninja Star, Cannonball và Armadillo Dragon sẽ weak again khi mà hệ bị hệ chính là hệ sắt tấn công, và trong Armadillo Dragon đã có hệ sắt và bị hệ dòng chiến tranh tấn công và khỏe lên khi có hệ cây, hệ bóng tối, hệ đất và hệ băng. Chúng ta sẽ đóng lại. Tôi sẽ chỉ cho các bạn công thức để lai Armadillo Dragon. Một trong hai con rồng phổ biến nhất để lai Armadillo Dragon, đầu tiên chúng ta sẽ xét đến đó chính là Z-Dragon. Z-Dragon là sự kết hợp giữa Nature Dragon và Metal Dragon. Tiếp theo là một chú rồng nữa, đó chính là Star Dragon, là sự kết hợp giữa Terra Dragon và Electric Dragon. Nếu đem hai chú rồng này ra kết hợp thì các bạn sẽ được nguyên Armadillo Dragon, và thời gian kết hợp của chúng sẽ là 11 tiếng, 12 tiếng. Vâng, game đã phải tải ra. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vấn đề để tạo được Armadillo Dragon. Xin chào tạm biệt, chúc các bạn thành công.